chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Bác sĩ của bạn. Một ngày mới lại đến với tất cả chúng ta và Diễm Loan xin mến chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta sẽ trò chuyện về vấn đề sức khỏe ở con trẻ quý vị nhé. Thường thì quý vị mà cứ nghe tới cái gì liên quan tới u, tới nhọt là chúng ta cảm thấy rất là lo lắng, mà nhất là lại nói về đối tượng trẻ con nữa. Vậy thì cái căn bệnh u mềm lây nó là bệnh như thế nào đây và có nguy hiểm hay là không? Chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với chương trình ngày hôm nay qua buổi trò chuyện và tư vấn cùng với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Huấn ạ. Xin chào bác sĩ. Mến chào Diễm Loan, mến chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, trước tiên xin nhờ bác sĩ chia sẻ ngay cho quý vị khán giả được biết u mềm lây nó là căn bệnh như thế nào và nó là u lành hay là u ác tính ạ? U mềm lây là một cái bệnh thường gặp ở trẻ em. Thì nghe tiếng u thì sợ, nhưng mà thật ra đó đây là một cái tình trạng lành tính. Thì theo cái tên gọi của bệnh đó, u mềm lây, thì cái sang thương da thường gặp ở trên em bé là những cái u nhỏ mà khi mình cầm, mình đụng hoặc mình bóp vô thì nó rất là mềm và có tính chất lây. Lây là bởi vì cái nguyên nhân của bệnh này á, là do cái virus, virus mà tên khoa học viết tắt là MCV. Thì cái virus này nó sẽ lây lan từ cái người này qua người khác, lây lan từ cái da bệnh của em bé sang da lành em bé và lây qua những cái môi trường tiếp xúc khi mà em bé đụng phải những cái dụng cụ hoặc là những vật dụng trong nhà, đồ chơi mà có chứa virus này. Như vậy là chúng ta đã hiểu được nguyên nhân là đến từ virus. Vậy thì cái biểu hiện của các căn bệnh u mềm lây nó sẽ như thế nào và chúng ta dễ nhận diện được bằng mắt thường hay không thưa bác sĩ? Bệnh u mềm lây rất dễ nhận diện bằng mắt thường. Gặp một em bé được cha mẹ dắt tới bác sĩ khám thì mình sẽ thấy là nhiều khi nó nổi những cái u nhỏ nhỏ 1-5mm mà có thể rải rác hoặc là từng chùm. Vị trí nào trong cơ thể cũng có thể bị, có thể ở mặt, có thể ở thân người, có thể lưng, có thể tay, chân. Nhưng mà đặc điểm thì không có ở lòng bàn tay, lòng bàn chân giống như mụn cóc. Và với căn bệnh này thì việc điều trị cho các bé diễn ra như thế nào ạ? Có cần phải điều trị dài ngày hay không ạ? Việc điều trị của bệnh này thì mình nói dễ thì cũng dễ, mà khó thì cũng khó. Tại sao là dễ? Dễ là may mắn là cái sang thương da này nó u mềm lây lên, tức lây nó nhảy từ cái da bệnh sang da lành nhiều vị trí, nhiều nơi, nhất là đặc biệt vùng mặt, làm cho cha mẹ rất là lo lắng. Nhưng mà ngược lại á thì may là bệnh này á là theo thời gian khoảng 6 tháng cho tới 1 năm hoặc là một số trường hợp sớm hơn 3 tháng vân vân thì thường là hồi phục hoàn toàn và hồi phục không cần điều trị và hồi phục không để lại sẹo. Đó là một cái may mắn. Dạ, như vậy thì trong cái trường hợp nào buộc lòng sẽ phải điều trị căn bệnh u mềm lây này ạ? Mình phải buộc lòng điều trị, thí dụ như là một cái vị trí mà ảnh hưởng thẩm mỹ mà nhiều khi cha mẹ hoặc là em bé nó không có chấp nhận được. Dạ. Do tâm lý. Cái thứ hai là nhiều khi nó u mềm lây nó nổi nhiều quá, dạ lan nhiều quá, người ta có nhu cầu người ta điều trị, hoặc là nó lớn nhanh quá, nhiều chùm quá, thì lúc đó bác sĩ cân nhắc giữa một cái chuyện là không cần điều trị để theo dõi và giữa là cần phải điều trị, chọn giải pháp điều trị nào thì tùy từng cái bệnh nhân một mà bác sĩ sẽ quyết định theo cái sang thương da, theo cái nhu cầu của bệnh nhân. Nhưng mà nếu mà phải quyết chọn một cái cách điều trị á, thì có thể điều trị bằng thuốc, có một số nhóm thuốc thì cũng an toàn cho em bé uống. Ngoài cái thuốc uống có thể một số hóa chất thoa tại chỗ, hoặc là mình có thể dùng cái biện pháp cơ học, ví dụ như là đốt điện, đốt laser, đốt carbonic, hoặc là làm quang đông lại. Thành ra người bác sĩ phải cân nhắc và thảo luận với cha mẹ để chọn một cách điều trị tốt nhất cho em bé. Như vậy thì với cái căn bệnh u mềm lây này ở trẻ con, nhưng có lây qua cho người lớn ở nhà hay không ạ? Thông thường mình khám bệnh có nhiều trường hợp cha hoặc mẹ cùng bị u mềm lây cùng với con. Thì cha cũng có thể là các em bé lây cho mẹ, mà cũng có thể ba mẹ lây cho con. Thì người lớn có thể lây trong những trường hợp nào? Ví dụ như do em bé lây hoặc là trong những cái môi trường mà mình tiếp xúc có mang cái virus gây u mềm lây. Dạ, và nếu như trong cái trường hợp là chúng ta sẽ theo dõi mà không cần điều trị để cho căn bệnh u mềm lây tự hết, thì cái thời gian theo dõi đó bệnh có thể tiếp tục lây cho những cái người khác ở xung quanh hay không ạ? Thật ra thì nói vậy thôi chứ nó cũng lây không có nhiều lắm đâu. Ví dụ như những vật dụng hàng ngày của em bé, như khăn tắm, khăn lau mặt gì vân vân, thì có thể mình tư vấn là trụng nước sôi hoặc là thay cái mới,
hoặc là những cái đồ chơi em bé thì ví dụ mình cũng có thể thay mới hoặc có thể mình vệ sinh, và em bé thì tránh cái động tác mà cứ lấy tay đụng vô cái sang thương ngoài da của mình lây rồi đi đụng là cào những chỗ khác thì có thể bị lây. Còn ngoài ra nếu mình không có tiếp xúc, không đụng sờ chạm lên vị trí đó, cứ để nghiêng như là sống chung hòa bình thì thường sẽ tự hết, thường 3 tháng, 6 tháng hoặc 9 tháng thường tự hết. Với cái căn bệnh u mềm lây thì chúng ta cũng nghe bác sĩ vừa chia sẻ, nó là căn bệnh lành tính thôi, nhưng mà trẻ con có thể lây cho người lớn và người lớn cũng có thể lây cho trẻ con luôn. Vì vậy, những cái vật dụng cá nhân tốt nhất là chúng ta nên sử dụng riêng rẽ và chăm sóc con ở cái giai đoạn nếu như con đang được tiến hành điều trị mà không cần sử dụng thuốc, quan tâm con nhiều hơn để tránh cái việc lây nhiễm cho những người xung quanh. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình ạ. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt nhau. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình sáng mai.